Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25 tháng 11 và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức cuộc thi đọc sách viết cảm nhận sách tỉnh Đồng Tháp năm 2022 với chủ đề Vì một xã hội bình đẳng và hạnh phúc. Cuộc thi được tổ chức với quy mô toàn tỉnh với sự tham gia của 9 trên 12 Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thành phố trên địa bàn. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, kiến thức về bình đẳng giới, nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thực hiện bình đẳng giới vì một cộng đồng an toàn, lành mạnh, tiến bộ và văn minh. Với hai hình thức dự thi là bài viết và quay video, các đội trình bày quan điểm, cảm nhận về một hay nhiều quyển sách tâm đắc. Đội thi chọn những tác phẩm có nội dung về giới, bình đẳng giới, hôn nhân, gia đình, vân vân. Qua đó chuyển tải những giá trị nhân văn, những bài học hữu ích đến với mọi người, hướng đến những giá trị tích cực trong cuộc sống, vì một xã hội bình đẳng, hạnh phúc. Chia sẻ những quan điểm về giải pháp góp phần phát triển văn hóa đọc hoặc giải pháp xây dựng xã hội bình đẳng và hạnh phúc. Chụp một bức ảnh của đội thi đang cùng tham gia một hoạt động, đọc sách, tham gia hoạt động xã hội, sinh hoạt gia đình, vân vân. Phát động từ ngày 12 tháng 10 năm 2022 đến ngày 31 tháng 10 năm 2022, cuộc thi nhận được 167 bài dự thi, gồm 145 bài viết và 22 video clip của các đội thi là cán bộ, hội viên phụ nữ cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Ban giám khảo tiến hành chấm bài dự thi trong 2 ngày, từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2022 và đã chọn trao 26 giải cho 26 đội thi, 4 giải cho 4 đơn vị, gồm 1 giải đơn vị có nhiều đội đạt giải nhất và 3 giải đơn vị triển khai có hiệu quả cuộc thi. Nhìn chung, cuộc thi đã tạo được môi trường để các chị cùng gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng nhau đọc sách, cảm nhận sách, cùng chia sẻ quan điểm về xây dựng bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực. Về cơ bản, cuộc thi lần này được tổ chức thành công theo kế hoạch, đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra. Công tác phối hợp tổ chức được thực hiện nhịp nhàng, chặt chẽ, triển khai rộng khắp đến các địa phương theo kế hoạch. Hầu hết các tác phẩm được chọn đều đúng chủ đề của cuộc thi, với nhiều tác phẩm có ý nghĩa, thể hiện việc chuyển tải những giá trị nhân văn, những bài học hữu ích đến với mọi người, hướng đến những giá trị tích cực trong cuộc sống, vì một xã hội bình đẳng, hạnh phúc như Nam nữ bình quyền, phẩm cách phụ nữ, hôn nhân và gia đình, cuộc sống và biến động, bí quyết để có một gia đình hạnh phúc. Đặc biệt, ở những bài dự thi hình thức quay video, các đội có sự chuẩn bị từ kịch bản đến dàn dựng nội dung thi để có những tác phẩm chỉnh chu, thể hiện rõ nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, những quy tắc ứng xử trong gia đình giữa ông bà, cha mẹ và con cái. Ở nội dung số 2, chia sẻ quan điểm về giải pháp góp phần phát triển văn hóa đọc hoặc giải pháp xây dựng xã hội bình đẳng và hạnh phúc. Nhiều đội thi đã có những ý tưởng, kế hoạch hành động nhằm lan tỏa tình yêu với sách, tạo dựng thói quen đọc sách đến với cộng đồng, qua đó chia sẻ những giải pháp xây dựng xã hội bình đẳng, hạnh phúc, chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. Do đây là năm đầu tiên tham gia cuộc thi, sức lan tỏa chưa đều khắp các huyện, thành phố tham gia. Bài dự thi hình thức video có chất lượng nội dung và hình ảnh chưa đạt như chất lượng quay, bối cảnh trong video, phong cách diễn đạt của các thành viên chưa được tự tin. Các bài thi chưa thực hiện đúng theo thể lệ. Cụ thể, nhiều bài chỉ thực hiện 2 nội dung trong tổng số 3 nội dung bắt buộc theo thể lệ. Một số đội thi tham gia chưa có sự nghiên cứu kỹ về nội dung theo yêu cầu, chưa đầu tư về hình thức trình bày đối với bài thi viết. Vẫn còn một số trường hợp sao chép thông tin từ Internet, làm qua loa, theo phong trào, thiếu sự đầu tư về mặt nội dung và hình thức. Cuộc thi đọc sách viết cảm nhận đồng thời là một hoạt động nhằm lan tỏa và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương trong toàn tỉnh. Đây là tín hiệu rất phấn khởi. Hy vọng rằng cuộc thi sẽ có những tác động tích cực trong việc hình thành thói quen đọc, mở rộng tri thức,
kỹ năng cũng như góp phần vào việc giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, nâng cao chất lượng dân trí, cải thiện chất lượng của cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh nhà. Để có được sự thành công của cuộc thi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xin trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, cảm ơn các cán bộ, hội viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ các địa phương cùng quan tâm triển khai, lan tỏa cuộc thi. Và ban tổ chức cũng rất cảm ơn sự tham gia nhiệt tình từ các đội thi, sự công tâm của ban giám khảo đã chọn ra các bài viết đạt chất lượng để biểu dương, trao giải thưởng. Hy vọng rằng sau cuộc thi, chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhằm lan tỏa phong trào đọc sách, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về những chính sách, chủ trương trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, thực hiện bình đẳng giới, góp phần xây dựng quê hương đất sen hồng ngày một giàu đẹp, văn minh,